Có đi thì đi chơi rồi cẩn thận nha con. Thì ba có nói chị hai rồi. Đi mấy ngày rồi về nghe chưa? Ba biết rồi. Con Ngà đi chơi nó đi chơi với bạn bè gì ở trên Đà Lạt á, nó xin đi mấy ngày. Đã quá trời, kệ cho nó đi bơi, đi chơi khuây khỏa. Này cúng má nè. Một ơi, vợ con mua đó, con kêu mua nho cúng má đi. Nhanh ghê, mới đây mà bao nhiêu năm trời. Con thấy mỗi lần mà tới ngày giỗ của má, lúc nào ba cũng lo lắng hết đó. Cái con hỏi vợ con nói hồi xưa ba thương má dữ lắm. Hồi đó hai người cua nhau cũng cực khổ lắm hả ba? Tao cua bả cua tao nào. Má mày hồi đó nhiều người theo á. Mỗi lần tới nhà bả chơi, xếp hàng mệt luôn. Trời trời này ai mua chua quá ba? Vợ mày đó. Cua má mày hồi xưa chua hơn xoài nữa. Chưa vậy? Vượt ba bao nhiêu thằng giàu có đẹp trai có, mà tao hồi trước tao nghèo, đâu có gì trong tay đâu. Nghèo mà không đẹp trai nữa nha. Đúng rồi, hồi xưa giờ là đâu có đẹp. Nghèo mà lùm mà cháu nữa. Chỉ có cái duy nhất là sự kiên trì. Đẹp trai không bằng trai mặt mà. Sao mà chửi tao vậy mày? Không phải cái câu đó người ta hay nói vậy đó. Dòng cua gái vậy đó ba ơi. Con để con thấy ai mà lì lì là đều dính à. Chưa kể mười mấy hai chục thằng vừa qua hết. Còn thằng cuối cùng khó. Trời, ghê vậy. Chiến đấu ngang ngửa luôn mà. Ngang ngửa luôn. Thấy cái thẹo không? À đúng rồi, có cái thẹo con hỏi nè. Sao mà bị cái thẻ mình nè? Thằng đó nó quánh ba đó. Trời, cô gái mà hồi xưa mà cô gái mà quánh lộn luôn hả? Nói giang hồ. Sao chưa xưa má biết ông nói giang hồ không? Sao má quen vậy? Không phải là biết, nhưng mà hồi xưa giang hồ trong xóm mà. À. Trai mới lớn giang hồ trong xóm. Rồi thằng nào tới là nó quánh banh ra hết, văng ra hết. Còn mình ba cứ nhào cho nó quánh, ba cứ nhào cho nó quánh văng ra, nhào cho quánh văng ra. Xong có một bữa nhào cho nó quánh ngang mắt, tét mắt. Ghê vậy trời. Tính ra ba mới là lì đó nha. Rồi nó quánh mỗi ngày riết rồi tao chấp nhận hết. Nó quánh nó mệt nó buồn, tao nhào vô hốt má mày. Trời ơi, ghê thiệt. Cua gái mà để người ta quýnh tới mỏi tay luôn á hả? Ừ, có thằng đó nó cũng ghê lắm. Thôi mà con nói thiệt chứ nhiều khi má lấy ba là má có phước á. Tại vì đàn ông là mình phải kiên trì kiểu đó. Chứ còn đàn ông mà sử dụng bạo lực như ông kia là con trời nói thiệt ơi, thằng kia đi tới đâu nó phá làng phá xóm mà. Thì đó. Đi tới đâu nghe tên là người ta giạt ra hết. Tên gì ba? Cá Triều Kiến. Nghe tên là thấy không được. Ủa ai? Con Ngà nó đi, nó về hay gì nè. Ai? Ủa ba ơi, cậu này à? Khách được con hả? Đâu hả? Ủa dạ. Cậu kiếm ai cậu? Em chào hai anh. Em chào hai anh. Là ông trẻ quá à, hay là do đây già quá? Ông này là ba của anh á. À, trong này của con á là tại vì người ta làm nghệ thuật đó, cho nên người ta muốn trẻ, cho nên là bình thường hay là gọi là anh là trẻ chỉ à. Dạ, con xin lỗi, con chào chú, chào anh. Ok. Không biết là có báu ở nhà không ạ? Báu gì? Ngốc quá. À báu hả? Dạ. Báu, còn cái báu là vậy nè. Báu ngắt nhéo á. Dạ. Con hay gọi là báu. Dạ. Cậu là ai? Dạ, con là bạn trai của bố ạ. Út nó có bồ nào cho tao biết? Con đâu biết đâu, nhưng mà này nhìn tướng tá có bộ ngon nha ba. Đẹp trai nha. Mà nói chuyện dễ thương nữa. Nó mới té xe sao quần nó rách vậy? Không có, kiểu người ta nghệ thuật mà. Vậy hả? Nó nói làm nghệ thuật không biết nó làm cái gì. Thấy nó cầm bó hoa đẹp quá, có khi nào nó làm gì gần nghệ thuật cắm hoa hay gì không ba? Trời, nghệ thuật cắm hoa là vậy hả? Phải hả? Này chắc bên xiếc hay múa lửa vậy nè. Đi vô hỏi là bạn trai hả? Bạn trai dạ. Con báo hả? Dạ. Nhưng mà cho con có thể mạn phép hỏi một câu hỏi không? Trong cái căn phòng này có ba người đúng không ạ? Mà ở đây có ba cái ghế, liệu rằng con có được ngồi hay không ạ? Mấy người làm bên nghệ thuật là thần kinh hơi vấn đề phải không? Không, con thấy nó hơi dịu dịu nha. Nó chỉ cần nói, bác ơi cho con phép ngồi được không ạ? Nó có nói, liệu rằng trong căn nhà này có ba căn phòng. Nó nói gì vậy? Nó nói là trong căn nhà này có ba người, có ba cái ghế, liệu rằng con có thể ngồi được không? Nó quẹo cua, nó thấy ghê lắm nha.
À, ngồi đi con. À, cảm ơn bác. Con tên gì? Dạ, con tên Ashley. Ashley? Dạ. Ashley là xin tiền á hả? Dạ, không có chữ S và chữ X. Ashley, sướng thật. Dạ không ạ, tên con là Siêu Thị ạ. Siêu. Biết tắt của từ siêu thị là cái gì cũng có cho con người của con là đa năng ạ. Rồi con là bên nghệ thuật, là con làm gì bên nghệ thuật? Con làm ca sĩ ạ. Ca sĩ ạ? Dạ. Ca sĩ, diễn viên, MC, người mẫu, con Kim hết ạ. Siêu thị mà cái gì cũng có. Dạ. Sao nhận ra rồi đúng không anh? Đóng phim. Nhớ rồi. Hay quá anh, hay cái quá. Phim mới phát sóng nè ba. Phim gì? Bốn thằng khốn nạn. Cái phim hay lắm. Cái phim phát trên trên mạng á. Dạ đúng rồi. Vui dạ. Lắm. Phim nó coi cười bể bụng luôn á. Vậy hả? Con này nè. Trong bốn thằng khốn nạn là có một người hiền và ngoan và tốt nhất là con đó. Đó, bị ba thằng kia chơi khốn nạn này nè. Dễ thương lắm. Cho ăn cái đi rồi nói chuyện ba. Ăn đi. Nho đi. Dạ thôi bây giờ con gặp báo được không ạ? Thôi ăn đi, ngồi nói chuyện chơi được rồi. Ăn đi rồi hát bài nghe chơi đã. Thôi con không ăn đâu bé ơi. Mấy cái này con ở nhà con không, con ăn nhiều lắm rồi. Có duyên vậy. Ê, đúng là cái người làm nghệ thuật á, ăn cái nho thôi nhìn cái miệng cũng thấy có duyên nữa. Trời ơi trời, người anh này tinh tế ghê á bác. Cưng dễ sợ. Nghệ sĩ là nó nhiều vấn đề lắm nghe. Vấn đề gì bà? Vấn đề gì bà? Nó đủ thứ chuyện, xì scandal rồi hả? Ngày chở cô này, ngày chở cô nọ đó. Không có, ông này không có. Con theo dõi Facebook ông này mà. Dạ thưa bác, cái nghề nào thì cũng có người này người kia. Nghề của con cũng vậy, ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên. Cho nên là nghề của con cũng vậy thôi. Con không phải thằng khùng thằng điên cho nên bác cứ yên tâm. Nghệ sĩ là nói chuyện vậy không đó hả? Không, người ta văn vẻ bà ơi, thật sự rất là thiện cảm luôn á. Vô nhìn là thiệt thấy thích dễ sợ. Ok lắm hả? Ok, mày ok lắm á. Dễ thương lắm. Tự nhiên đụng được nghệ sĩ thích bà. Bác không sợ quá hả? Nhà bác có anh này anh có vấn đề. Con rể tôi. À không phải, tại tôi thích á. Tôi thích từ thiệt sự đó giờ tôi đâu giờ thấy ai ngoài đời vậy đâu. À thích em hả? Thiệt. Cảm ơn anh. Chứ tôi thấy là có vấn đề nha. Tôi là cái nghệ sĩ là tôi cũng không có thiện cảm lắm. Gì kỳ trời. Tự nhiên người ta nghệ sĩ không thiện cảm với người ta. Nghệ sĩ nó nhiều vấn đề xảy ra lắm. Rồi con gái tôi rồi dính dáng tới cậu rồi mai mốt rồi lên báo rồi người ta biết mặt rồi người ta nói cái gia đình này ra cái gì. Trời ơi. Tự nhiên trong nhà mình có một người quen với nghệ sĩ lên báo là mai mốt mình đi ra đường ai cũng biết gia đình mình hết chứ đừng có giỡn mà. Đúng rồi anh nói đúng đó, đó bác. Có nghĩa là cái nghề nào nó cũng sẽ có hai mặt. Nhưng mà cái mặt của con là cái mặt tốt, thật sự đó bác. Đúng rồi, người ta tốt, người ta mới chọn là đóng phim, là đóng vai tốt đó ba. Rồi, kêu con Bảo vào đây. Bảo ơi. Bảo à. Dạ. Lẹ. Kìa. Bảo. Dạ, ba. Dạ, phiền anh, phiền chú ạ. Đâu vậy? Tặng hoa em nè. Em đi đâu mà em lấp la lấp lánh vậy? Em định đi ra qua gặp anh á, sao tự nhiên chui qua đây vậy? Tại anh nhớ em quá, bây giờ anh phải đến đây thôi. Với lại anh cũng muốn chào gia đình của em. Không có được, ba em không có thích nghệ sĩ đâu. Anh vô đây nãy giờ anh có nói bậy bạ gì không vậy? Giao lưu nãy giờ rồi, nói chuyện rồi. À, vậy hả? Dễ thương lắm. Mời anh ăn trái nho nữa, anh ăn hết chùm mày. Rồi đi. Dạ ba. Con giới thiệu với ba, đây là Market. Siêu thị giờ xuống chợ luôn hả? Ảnh tên là Market đó. Market. Thì ảnh cô bao nhiêu tuổi mà cô đi quen người yêu mà cô không báo cho gia đình biết? Đã vậy rồi còn giới thiệu kêu tên ST đi, tự nhiên kêu mắc kẹt là cái gì? Tên tiếng Anh của người ta, tên thân mật mà. Dạ bạn con tên là ST thì tụi con chỉ mới quen. Cái nhà này đâu phải ai muốn vô là vô, muốn ra là ra. Nãy có tới gõ cửa con mở cửa cho nó vô mà. Cái gì phải qua gia đình chứ, đâu phải tự tiện muốn quen thằng người này là quen người kia. Trời ơi trời, nó lớn rồi, bây giờ muốn quen ai nó quen chứ tự nhiên vừa bắt nó buộc. Bạn con chứ. Tới đây tự nhiên ba làm gì vậy? Trong xã hội bao nhiêu người không quen đi quen nghệ sĩ. Tại sao quen nghệ sĩ? Bậy rồi đó. Tại sao anh kêu nghệ sĩ sống không có đàng hoàng hả?
kêu ba em ủng hộ lần sau. Anh đâu biết đâu, hồi nãy bác mời anh ăn nho quá trời luôn, anh tưởng là bác thích anh rồi. Không, không có đâu, không có đâu. Em đừng có, em bình thường đi, em cứ bình thường của anh đây, em lo cái gì. Con bây giờ nè, con mới học đại học, con chưa có gì trong tay hết mà con yêu, rồi cũng xa chút việc học rồi sau này tương lai như thế nào. Còn nghệ sĩ người ta là người của công chúng, người ta bước ra đường bao nhiêu người nhìn ngó, ai khổ, con khổ chứ ai khổ. Thì đó, ai khổ, nó khổ chứ ba đâu có khổ đâu. Sao mày này, anh đi vô nhà đi. Anh đang binh em đó. Em không cần nữa, đi em nói chuyện với ba, anh cứ dậy hoài rồi ba em bực mình chuyện... rồi sao. Ờ, em nói chuyện ba đi, anh chỉ đứng anh nhìn nghệ sĩ thôi. Ba, hôm nay dù gì thì bạn con cũng tới mà ba nói gì kìa. Cái gì cũng phải báo gia đình trước một tiếng. Muốn tới thì tới, muốn về là về hả? Thì chừng nào đám cưới thì báo, còn bây giờ tụi con chỉ là quen nhau ngoài đường. Quen thôi. Nhau cũng phải có sự lựa chọn của gia đình. Đâu phải muốn quen ai là quen. Ủa ba, thời này là thời gì rồi ba? Đúng rồi đó, với lại á, thật ra bạn con là ca sĩ nhưng mà rất là đàng hoàng, chứ không có phải giống như là những gì mà người ta hay nói trên báo chí đâu. Có ai là tự nhận mình là ca sĩ mà không đàng hoàng không? Trời ơi, bây giờ ca sĩ mà không đàng hoàng là báo chí người ta phát hiện liền ba ơi. Thằng này là nó đi hát xong nó về nó ngủ. Tụi mấy ca sĩ khác nó hát gì nó thức hả? Nó hát xong rồi là người ta thường hay la cà chơi bời, còn này là nó ngoan lắm, con theo dõi Facebook của nó. Dạ không ngày. Có em ngủ rồi ai đi chơi với bạn này? Thì cũng có lúc nó đi chơi nhưng mà ngủ thì đó, ai biết tụi nó có ngủ với nhau không thì không biết. Ủa anh còn phá thêm em nữa. Nói đi nói đi nói đi, anh nói để cho ba em có niềm tin nha. Nhìn ăn mặc thấy không 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 có đàng hoàng tử tế. Dạ cái này là fashionista đó bác. Thiệt là ảnh theo thời trang, trời ơi bây giờ là đang mốt mấy cái quần gì đó, càng xé nhiều càng hấp dẫn lắm. Cái này bác, người ta không... gọi là quần hai cửa đó ba. Bác không muốn theo thời trang con xé giùm bác. Tôi nói chuyện với cậu là nghiêm túc cho tôi đùa với cậu à. Thôi bây giờ mình đừng có căng thẳng với nhau quá được nói không? Nói cái gì nói, kêu con vợ ba đây. Em ơi em. Hợp gia đình, hợp gia đình. Hợp gia đình lẹ lên mấy đứa ơi. Rồi rồi, ra liền nè. Xuống 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 xuống, có chuyện rồi kìa, ba làm khó làm dễ người ta rồi kìa. Trời ơi. Đâu mà tôi đang làm công chuyện. Ai hả, ai hả? Trời ơi, không biết hả? ST. À, cái ST hả? ST. Nè, hai đứa đây. Hai đứa là một đứa dây chị, một đứa dây anh. Mà con nhỏ Út bây giờ nó quen tùm lum tà la mà không quản lý được là sao? Đâu, nó quen tùm lum đó, nó quen có mình ST à. Ai à, cười cười ST. Đi em, sát đâu vô. Dạ, cảm ơn em. Em mình bây giờ nó trưởng thành, nó lớn rồi, nó yêu ai mình cũng phải biết chứ. Tại sao con á? Người nổi tiếng à. Ôi trời ơi, sao mà vô nhà mà được hay quá vậy? Trời ơi đẹp quá, trời ơi, sao người nổi tiếng, trời ơi thơm quá à. Ủa này đồ hiệu nè. Đó, bà thấy chưa, cả nhà ai cũng thương ảnh hết trơn á. Có một mình bà. Cô mày làm cái gì vậy? ST. Người nổi tiếng á bà. Bà không biết vậy, nổi tiếng trên mạng lắm. Con là chị hai, này là anh kế. Mà em bây giờ nó yêu người này yêu kia tụi con không biết là sao. Nó trời ơi. Yêu nhau luôn hả? Trời ơi bà ơi, thành chuyện cho cả dòng họ mình đó bà. Tôi nói thiệt á, ba của em ăn ở của Đức lắm á, mới quen được con gái, mới quen được nghệ sĩ á. Thiệt á, đừng có nói tiếng ba mình ra đường mình sao rất là hãnh diện á ba. Anh hát cho ba nghe bài đi. Đâu phải muốn lấy nghệ sĩ, lấy ba. Ba ơi ba. Ba cho ảnh hát cho. Ba có thích ba nghe nhạc không? Hát cho bác nghe một bài nha. Hát đi. Yêu ai thì cũng vậy thôi, nên yêu người đây thì ba hợp lý. Ta ra ta 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 ta. Ta một lời nào. Ê sao tự mà đó giờ coi trên mạng hát hay lắm, giờ tự nhiên hát sống chứ muốn làm anti fan như sao. Bây giờ dạ, tôi nói với các cô các cậu, ai cũng đùa giỡn đâu có chuyện này, con cũng vậy. Gì vậy, sao ba căng vậy? Tự nhiên vậy đó. Trời ơi ba ơi, trai lớn lên có vợ, gái lớn lên có chồng là chuyện bình thường. Ba người ta nói con gái mà ở lâu trong nhà như hũ mắm trên đầu giường. Bao nhiêu người không lấy, lấy nghệ sĩ làm cái gì? Trời ơi ba. Anh chị ba, bây giờ một người làm quan là cả họ được giờ. Ba thấy ông nghệ sĩ ra đường mà người ta biết một cái là người ta gọi là thích dữ lắm. Cái này là ba kiểu con gái rồi, ba làm khó giả bộ chứ thôi đúng không ba? Chứ chịu mà đúng không, nó cũng biết chứ bộ. Kệ đi sao? Ba sao ba? Cái gì cái? Tới căn nhà này là phải có người lớn đưa đường dẫn lối, chứ không phải muốn vô muốn ra. Đó, kêu về kêu ông già quá. Sao tự nhiên bây giờ ba phong kiến quá vậy? Hồi trước giờ có như vậy đâu. Ba ơi, thật ra là hôm nay con đến đây có ba con theo nữa. Hả? Đúng là nghệ sĩ chu đáo, chuẩn bị từ trước luôn. Ê, thì đẹp trai gì, ba thì chắc còn đẹp trai hơn nữa ha.
Dạ. Ôi. Vậy con mời ba con vô nha bác. Mời, mời cậu, mời xin ba cậu vô đây. Alo. Daddy. À, tôi biết rồi. Hiện tại đang ở Việt Nam. Ê, rồi rồi, về đây chắc chơi cũng 1 tháng, 2 tháng mới về bển. Dạ rồi, chắc chắn đám cưới của Etty tôi nói mời hết tất cả mọi người về Việt Nam ăn đám cưới của nó nha. Dạ dạ dạ, cảm ơn chị. Dạ dạ. Ba. Ba của Etty hả? Dạ. Đúng là cha nào con nấy, đẹp trai quá trời quá đất. Chú biết hát không? Chú già rồi, không hát được. Nhưng mà cái giọng khàn khàn là biết hát hay giọng lắm. Giọng khàn, trầm. Ê, quên. Qua đây. Giới thiệu nha. Ba tôi ngồi chổng. Tôi chị Yên Báo. Vậy hả? Tôi tên Ngọc. Tưởng còn cọp chứ. Dạ xin phép anh chị, trời ơi. Ủa sao? Ủa mà phải con ruột không mà không giống vậy? Trên đây miệng nhỏ, đây miệng rộng chứ. Dạ, dạ em giống má. Em giống mẹ nó. À, dạ. Giống má. Dạ. Ba chào chú đi ba. Vô cửa thì con gà tre đá sao lại con gà nồi chứ. Bác ơi. Đi về. Sao vậy ba? Ủa, đi vậy? Cái gì vậy ba? Người xưa. Người xưa là sao ba? Cá chùi kiến đó. Ủa sao ba nói đang kỳ vậy? Con kỳ đà cạn mũi. Cái gì vậy? Sao nói ba tôi vậy? Chú với ba còn biết nhau hả? Không nhận biết mà tao với ba mày đã quất nhau một trận. Chứ quất sao vậy bác? Kể cho mọi người nghe đi con. Ngày xưa chính gian hồ hẻm này đã dùng một vật nhọn đập thẳng vào mắt của ba tôi. Trời ơi trời. Khiến mắt của ba tôi một bên 10/10, một bên 12/13. Là rõ hơn. Không phải. Bị lục hết một mắt rồi. Vật nhọn đó mày biết là cái gì không? Cái gì? Móng tay của tao đó. Hả? Tao còn nhớ tao cào nát mặt ổng năm đó. Ngày xưa vì cha này mà ba phải vất vả ba mới lấy được má tụi con. Ba tưởng sao mới mấy chục năm trôi qua ba tưởng chả chết rồi. Trời ơi. Hai người hôm nay còn sống và đang tính đưa hậu về của mình bước vào căn nhà này để phá nát một lần nữa. Tôi không đồng ý. Báo bước về đây. Tôi cũng vậy. Em mà qua bên đó gia đình bên đó là gia đình bạo lực. Tránh ra. Xin lỗi. Thôi mà không bà. Có đứa con dâu mà có thằng cha như vậy. Mày đi con hỏi đi. Kêu vợ hụt của tôi ra. Chú nói cái gì vậy chú? Muốn gặp vợ tôi đúng không? Vợ hụt tôi đâu? Ba mặt một lời. Mẹ con chết rồi. Ba, con không hiểu tại sao ngày xưa má lại chọn ba nữa. Nếu má chọn người ta, bây giờ con đã là chị của người nổi tiếng rồi. Mày điên hả mày? Con giận ba. Mày bị điên hả? Lâu giờ nổi tiếng ngon rồi. Ông lấy má rồi có chắc đẻ ra bà không? Ha. Má mà lấy ông kia cái bỏ đuôi nó tạc quạt rồi. Đúng rồi, nếu như mà ngày xưa má tôi lấy ông là đã không có sự tồn tại của chị em tôi rồi. Nhưng mà nói chung là anh thấy cái gia đình này không được đâu nha. Cái người đàn ông là ba chồng tương lai của em ngày xưa đã từng đánh ba ruột của em bể đầu. Em nghĩ đi. Nhưng mà cái chuyện đó là chuyện ngày xưa mà ân oán, tự nhiên ân oán của người lớn liên quan gì đến tụi em? Em không thể nào yêu con của kẻ thù được. Thôi ngồi xuống đi, con qua đây đứng. Cá chùi kiến ngồi nói chuyện chơi. Cái gì? Ngồi nói chuyện gì? Chơi. Ngồi đi hồi xưa cái thời con nít, còn bây giờ già hết rồi. Rồi giờ làm ăn sao? Cũng khá giàu. Trả lời nghe ói đâm không? Chả hồi xưa giờ vậy mà. Rồi bây giờ là bà vợ ông đâu mà dắt con mình vậy? Vợ tôi cũng chết rồi. Ha! Ông đánh bà chết luôn đúng không? Không, tôi chửi bà chết. Trời ơi. Thôi đừng nói tào lao đó. Cái tính hay giỡn. Mấy chục năm trời không gặp, bữa nay mới gặp lại hả? Ông cũng già quá ha. Mà sao có đợt tôi đám cưới tôi là bà xã tôi mới nói là có mời ông mà không thấy ông tới. Trời ơi khùng ha, anh tới ông. Rồi tới rồi gặp ông rồi tôi tức rồi tôi quýnh ông trên tại sân khấu luôn sao? Trời đất ơi trời. Cái tật tôi rất là nóng. Mà tôi không ngờ ngày hôm nay. Nóng vậy rồi có lây cho con không? Về quýnh em tôi nữa chết luôn á trời. Thôi bây giờ dày. Tôi nãy là tôi ngồi tôi dò thám nó. Tôi biết thằng này cũng hiền lành tử tế. Nó khác xa ba nó. Chắc nó giống mẹ đúng không? Thì cũng có nhiều nét của bà. Ừ. Tôi biết nhìn mắt nhỏ này cũng siêng năng chịu khó. Nhưng mà bước vô nhà này cái gì cũng phải có cái lễ nghĩa. Tôi thì nó nói là tôi nó thương con bé này quá rồi. Mà tôi từ bên đó tôi bay về đây là... Ở đâu? Ở bên Melbourne. Thôi bây giờ vậy, giờ thì đứng lên chào bác trai cho phải phép con. Ủa sao tự nhiên ba đổi vậy?
Nói thôi, kể chuyện là ba kể cho vui thôi, chứ ngày xưa đây là cũng con nhà nghèo, chỉ cái là hay bắt nạt bạn bè, nhưng mà chăm chỉ học hành làm ăn, rồi không chiến thắng tao là do cái tài năng thôi. Bị nói nhiều quá, bà già mày bà đâu có thích, còn tao chân thật nên bà thích. Đúng, ngày xưa nói về ngoại hình là tôi hơn ông nhiều, cao ráo, mặt mày sáng sủa hơn ông. Mà tự nhiên cái bà chọn ông, bây giờ tôi mới hiểu ra một điều là ông chân thành. Thôi bây giờ cái chuyện cũ bỏ qua đi. Bỏ qua. Chuyện cũ mình bỏ qua. Qua. Bây giờ mình cười lên. Nghệ sĩ mình cái gì cũng được, đừng vô duyên nha con. Bây giờ tôi biết ông anh là nó là con anh là tôi cũng yên tâm. Nó cho tụi nó đến với nhau, nhưng mà phải đàng hoàng trong sáng. Rồi khi nào mà cảm thấy đủ chín chắn, đủ tuổi thì cưới được thì cưới. Thì bây giờ tụi nhỏ đến với nhau thì coi như là nó thương nhau thì mình chịu đi. Có tôi với ông thôi nha. Bao nhiêu năm rồi, quề nha ông, đừng cãi lộn nữa. Cãi gì nữa, giờ già sắp chết rồi. Thôi rồi. Cảm ơn ba, cảm ơn ba. Nhân tiện ông anh về nước rồi, thôi mời ông anh ăn nhà hàng ha. Được không, rồi tối cho ngủ được không, phòng nhiều quá vậy. Thôi ra khách sạn ngủ. Cảm ơn ông.